Cảm ơn chú. Đây. Dạ. Dạ. À, công việc hôm nay chỉ có bao nhiêu đó thôi. Mọi người cố gắng làm việc đi. Dạ. Dạ. Tại sao không lau khô mấy cái khay nước vậy hả? Dạ. Cậu có biết á, thời tiết mấy hôm nay rất là ẩm thấp. Để mấy cái khay như vậy nè là hư bột hư đường hết, cậu hiểu chưa? Nhiều đó còn không xong, vậy mà cũng đòi lấy giấy chứng nhận. Dạ, con sẽ làm liền. Lau cho đàng hoàng, lau cho sạch từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, lau cho sạch bóng, rõ chưa? Dạ, con biết rồi. Lau cho hết nguyên một chồng này luôn. Dạ, con biết rồi. Nhớ lau cho thật là kỹ, lau thiệt là bóng. Làm sao mà tôi nhìn vô tôi thấy cái mặt của tôi in ở trong cái khay này nè là được. Rõ chưa? Dạ, con hiểu rồi. Con sẽ lau kỹ, lau cho sạch bóng. Đến khi nào soi được cái mặt đẹp trai của con thì thôi. Làm lại từ đầu hả?
lao lại. Cái gì? Chú vẫn không thấy. Gì chú? Gương mặt đẹp trai của tôi. Làm lại. Dạ, làm lại. Cái mặt chú có so thêm 20 năm nữa cũng không thấy đẹp trai đâu. Như vậy là không có được rồi. Suốt ngày chỉ làm những chuyện linh tinh như vậy thì đến bao giờ mới đủ khả năng so tài với tôi đây? Nè, thằng Nguyễn này đã hứa cái gì thì nhất định sẽ làm được. Cậu yên tâm đi, 2 năm nữa tôi sẽ đường đường chính chính đấu với cậu. Đừng có mà vội mừng. Anh cũng tự tin quá ha. Nhưng tôi nhắc anh một chuyện, nếu chỉ có cố gắng thôi vẫn chưa thắng được tôi đâu. Anh phải đặt cả cuộc sống của mình vào đó nữa, vì chính tôi cũng sẽ làm như vậy. Tình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi, càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên. Vì sao không yêu